Chúng ta học Phật nên đã hiểu. Người khác lừa gạt chúng ta thì cứ để họ gạt. Như vậy không phải ta rất dại sao? Không dại. Vì sao không dại? Ta mắc lừa người khác, bị người ta lừa gạt, là ta đang kết thiện duyên với họ. Từ từ dùng đức hạnh của mình cảm hóa họ, nhất định một ngày nào đó họ sẽ giác ngộ, hồi đầu. Gạt người gạt đã nhiều, cả đời không biết gạt bao nhiêu người, mọi người đều báo thù họ. Chỉ có duy nhất người này gạt họ mà họ không báo phục. Người này đối với tôi rất tốt, tâm lành của họ phát khởi. Người này đáng tin cậy, đây là trí tuệ, không phải khờ khạo. Nhưng người có trí tuệ đôi lúc rất giống người khờ khạo. Quý vị xem ngạn ngữ có nói: đại trí nhược ngu. Nhưng phải thời gian rất dài mới phát hiện họ thật sự có trí tuệ. Còn lúc đó ta không nhận ra. Người ăn hiếp, lương gạt và hãm hại ta, nhưng ta nói họ là người tốt, thì họ thật là người tốt. Sao họ lại làm những việc xấu này? Nhất thời hồ đồ. Ta nên tha thứ cho họ, vì bản tánh của họ vốn thiện. Trong Đại Thừa Giáo, Đức Phật thường nói: tất cả chúng sanh vốn là Phật, họ vốn là Phật, chứ không phải người xấu. Nhất thời tự tánh bị mê muội, nên nhất thời hồ đồ, có thể tha thứ. Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh đều nhìn bằng góc độ này. Chúng ta thật không dễ dàng mới chuyển đến góc độ này. Đây là việc tốt, không phải là việc xấu. Lúc Đức Thế Tôn ở nơi Nhân Địa hành Bồ Tát Đạo, tu nhẫn nhục Ba La Mật, đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Câu chuyện này nói rõ ràng tỉ mỉ trong Kinh Niết Bàn. Còn Kinh Kim Cang chỉ nhắc đến nhẫn nhục tiên nhân bị Vua Ca Lợi cắt chặt thân thể. Nói tỉ mỉ rõ ràng ở trong Kinh Niết Bàn. Nhẫn nhục tiên nhân không những không oán hận mà còn cảm ơn. Bồ Tát đem chuyện này làm một lần kiểm tra cuối cùng, một cuộc kiểm tra lớn đã thông qua. Cảm ơn vị thầy này, vì nhờ họ mà được thành Phật sớm hơn. Nên nhẫn nhục tiên nhân nói với Vua Ca Lợi: khi tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ nhất định là ông. Vì sao? Để báo ân. Nhưng Vua Ca Lợi làm việc này là dùng tâm bất thiện, là ác niệm, nên ông ta chịu trách nhiệm về nhân quả. Ông ta phải đến địa ngục để chịu tội của mình. Sau khi tội nghiệp tiêu hết lại ra, còn nhẫn nhục tiên nhân đã thành Phật. Vua Ca Lợi và nhẫn nhục tiên nhân có duyên, nên làm đệ tử của nhẫn nhục tiên nhân. Thật vậy, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, người thứ nhất chứng quả A-la-hán là tôn giả Kiều Trần Như.
Vua Ca Lợi chính là kiếp trước của tôn giả Kiều Trần Như. Đức Thế Tôn chính là Nhẫn Nhục Tiên Nhân. Quý Ngài đã làm một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Cho nên trong thuận cảnh cũng là khảo nghiệm. Thuận cảnh, nghịch cảnh, hiện duyên, ác duyên, ngày ngày đều đang khảo nghiệm. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới đều là đang khảo nghiệm, kiểm tra công phu của chúng ta, xem chúng ta có bị ngoại cảnh chi phối không. Chúng ta ở trong cảnh duyên này, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh người và vật, có còn khởi tâm động niệm hay không? Đây gọi là tu hành, là thực hành. Thật tu không gì khác mà chính là làm những điều này. Dù thuận cảnh hiện duyên cũng không hề tham tâm, không có ý niệm tham ái. Vì sao? Vì lập tức sẽ biết ngay phàm cỏ tượng đều là không thật, nên không có gì để khởi tham luyện. Nghịch cảnh ác duyên cũng không sanh sân nhuệ. Quý vị biết vì sao không? Vì nó thay chúng ta tiêu nghiệp chướng. Người tốt thì gặp việc tốt, mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành. Nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay nhờ vậy mà tiêu trừ. Cảnh giới được nâng cao, định tuệ tăng trưởng,